cái món chân ăn còn xài em. Không có gió. Bán chim là cũng còn mê chim. Hình như chơi chim này nó giống như lửa máu cái nó tắt cái chim không bỏ được không? Nó không sao quay ra. Chị đừng nó ỉa cái đầu luôn á. Cái gì? Má con này lại cất tiền.